Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay tôi sẽ giới thiệu với các bạn bài tập dành cho những người đau vai gáy do co cứng cơ đơn thuần, do làm việc lâu và những tư thế xấu có thể ảnh hưởng đến vùng vai gáy. Ví dụ như ngủ gối đầu cao quá, lái xe đường dài, làm việc với vi tính ở tư thế xấu, phải cúi nhiều, đặc biệt là những nơi để vi tính chìm dưới mặt bàn. Các bạn biết rồi, nếu lấy một mặt phẳng thẳng tắp, chia thân mình ra làm hai nửa trước và sau, thì trục của cột sống cổ tạo với mặt phẳng đó một góc là 0 độ, thì cái trọng lượng mà cột sống cổ phải chịu đó là 46 kg. Nên khi mà cúi xuống khoảng 20 độ thì cột sống phải chịu trọng lượng đến 12 kg, 40 độ cột sống phải chịu trọng lượng đến 18 kg, và 60 độ thì cột sống phải chịu trọng lượng đến 27 kg, tức là gấp 5 đến 6 lần bình thường. Cột sống gồm có 7 độ sống cổ, tạo thành đường cong rất sinh lý, hơi ưỡn về phía trước, gồm có các rễ thần kinh bắt nguồn từ tủy sống đi ra, tạo thành đường thần kinh cánh tay chi phối vận động và cảm giác cho chi trên hai bên. Ngoài ra có những động mạch cảnh và động mạch đốt sống đi lên não, tạo vòng tuần hoàn quan trọng của não, đó là dendrocnucleus. Thêm nữa đó là các hạch giao cảm cổ tạo thành các đàm rối thần kinh giao cảm, chi phối vùng mũi họng, tuyến nước bọt dưới hàm, dưới lưỡi, đặc biệt là đàm rối thần kinh cổ dưới, giao cảm cổ dưới chi phối vùng tim, nhịp tim, điều hòa huyết áp và sự co cơ tim. Sau đây tôi sẽ giới thiệu với các bạn các bước làm cụ thể. Thứ nhất là bạn phải làm nóng vùng cổ gáy của mình bằng cách xoa sát. Sau đó các bạn day dọc theo đốt sống cổ từ trên xuống dưới, day dọc cơ thang hai bên và day dọc rãnh bên cạnh cơ thang. Lực đặt vuông góc, tay không trượt trên da. Bạn có thể day nhiều lần cho mềm và ấm cơ cổ. Khi vươn lên đây, bạn thấy một chỗ lõm ở phần dưới xương chẩm và trong rãnh cạnh cơ thang. Đó là nơi không chỉ có tác dụng tăng tuần hoàn não và giúp sáng mắt, các bạn có thể day 30 giây đến 1 phút. Sau đó các bạn tập bài tập vận động theo tuần vận động cho cột sống cổ: cúi, ngửa, nghiêng phải, nghiêng trái, tất cả bình thường được 45 độ. Bạn làm 3 đến 5 lần. Tiếp theo là các bạn tập trong cơ cổ cho bài tập của bạn tự nhiên. Các bạn thả lỏng bản thân, đầu và cổ giữ nguyên một khối, đẩy về phía sau, vai hơi đưa về phía trước, giữ trong vòng 3 giây, sau đó thả lỏng bản thân. Các bạn có thể làm động tác này hàng giờ để đến khi đạt được mục đích giảm đau. Sau đó thì hàng ngày tập luyện lại nhiều lần. Các bạn làm, hít vào giữ hơi, đẩy cổ ra sau. Đưa về vị trí ban đầu, thả lỏng, cằm không được chạm vào ngực, hít vào giữ hơi. 3 giây, thả lỏng, đưa về vị trí ban đầu bình thường. Tiếp theo là các động tác của bài tập giữa sinh lý học cổ truyền. Động tác thứ nhất, xem xa xem gần, các bạn ngồi nguyên tròn, hai tay đan vào nhau, hít sâu căng bụng, đưa tay lên, giữ hơi, nghiêng trái, nghiêng phải, đưa tay về gần mắt 5 cm, sau đó hạ tay xuống. Chuyển sang động tác tiếp theo.
giường, hít vào giữ hơi, đưa cổ lên, thở ra thả lỏng, đưa đến vị trí ban đầu, hít giữ hơi thả lỏng, đưa về vị trí ban đầu. Động tác tiếp theo, động tác ngồi sư tử. Đầu cúi, hít, giữ hơi, bóc đầu dậy. 20 giây, thả lỏng, đưa về vị trí ban đầu. Cuối cùng, động tác bắt cầu, lấy điểm tì là cử tay và chậm, sau đó uốn cổ nâng lên, hít sâu giữ hơi 20 giây, thở ra thả lỏng. Như vậy tôi đã giới thiệu xong cho các bạn những động tác cơ bản để giúp vùng vai gáy đỡ đau mỏi. Hy vọng các bạn có thể tập hàng ngày, kiên trì mỗi ngày duy trì 1 đến 2 lần.